Hôm nay mình sẽ làm một cái tập Roblox Studio nha mọi người. Em sẽ hướng dẫn các bạn làm một Play One Piece. Làm cho vui thôi. Cái này thì mua đồ là free mua đồ nha mọi người. Mua đồ không phải của mình làm. Là thứ nhất này, thứ hai là cái này là sẽ là free mua đồ. Còn cái mua bằng Robux thì mình sẽ không share đâu. Thế thì mọi người xóa cái play đi. Mọi người sẽ làm cho mình một phần như này. À, phần đầu tiên sẽ làm một cái đòn đảo trước. Use scale nha. Đó. Như này. Đấy. Rồi anh em ăn cho lại lại không nó rơi xuống đấy. Rồi sẽ đấy nhá, mình sẽ này này. Mình sẽ phần đây, mình sẽ đổi nó thành đây material tức là chất liệu, thì mình sẽ để nó là san là cát đấy. Đó, đúng rồi, được rất được. Rồi sau mọi người sẽ kéo nó xuống tùy thuộc vào mọi người thích mình làm thôi. Đây, mình sẽ để như này đi. Sau đây mình sẽ để cho mọi người cái link ở dưới nhá. Đây. Oh shit. Mình nghĩ là replicate story thì mọi người sẽ kéo vào phần. Đây. Chung một tên thì nó sẽ kéo vào thôi. Start pack cái này là anh em phải để vào cái start pack, cái này là rất quan trọng nhá. Cái này thì anh em mà không để vào nó sẽ không cho anh em cái vật phẩm combat để anh em đánh nhau đâu. Tập. Ok, start the vui. Cái này anh em được start the vui. Đó, nhìn thấy không? Đấy, để cái bảng bây giờ lại kéo ra ngoài bùng để trong cái file bọc. Đó. Chết rồi. Oh shit. Ui. Oh no. Thế rồi, mình quên mất mình làm cái phần là scale. Từ từ, cho bé lại. Thôi, cho mọi người sẽ để ở đây. Thế vào đây cho mình có thể chỉnh data này. Đây, level max health, máu tối đa anh để bao nhiêu cũng được. Rồi anh em chỉnh máu ở đây thì anh em có thể kéo xuống đây có thể heo đây không? Mắc heo, heo đây, máy heo mình sẽ chỉnh là 75 đây. Heo này, máu, máu hiện tại, đấy. Để bằng cái kia. Đây em có thấy reward đâu, đây sẽ là cho anh em những XP để kinh nghiệm ấy, để 5.000 gold 23. Đây là 25 đi, cho nó tròn. Ok, là mọi người sẽ thử test nhá. Oh shit. Ủa đây không? Cái màn lag. Chưa. Từ.
Nivea. De que mure, no quiero subir. Con người muốn lo làm thêm nhiều con người còn chưa đi này kéo sang đó chưa đi kéo sang người sẽ vào đây để chỉnh tất ta kiểu quốc bon rồi để 25.000 chẳng hạn. Ở tiền sẽ để là 250. Ủa chít, thằng này đâu chọc. Thằng này tắt lại bình thường. Mình sẽ đổi tiền nó thành cái gì cũng được. Giờ sẽ đổi tiền nó thành là Body Pro. Đấy, rồi mình chỉnh máu của nó cao lên. Bên 150 chẳng hạn. Ok, giờ mình sẽ thử vào game test nhé. Đấy. Đâu? Nhìn kia kệ đi. Mình cũng chưa biết fix như nào hết. Đây là mình đi đánh này. Ui, thằng này bắn em. Sức bé thế. Thế mình sẽ để to to ra tí. Ok. Thì mình sẽ vào đây. Không đùa, mình đăng là quỷ chứ. Đấy, còn cái phần animation thì mình sẽ không chỉ đâu. Sẽ tự làm animation lên YouTube xem nhá. Chứ mình animation các bác lắm. Đây, đánh được luôn này. Đó. Có stamina luôn. Đấy, đây là một. Đây, start cho mình xin nâng cấp này. Defend. Strength. Đấy, bây giờ mình sẽ play không? Thực tế, mình có thể chỉnh độ data kiểu. Defend. Mình need gold. Stamina. Đây là chung đi xịp được. Đấy. Đấy chưa. Rồi đây có đây nè. Con Body Pro. Úi xưa. Đấy. Đấy. Rất là hay hoa đường. Chắc để link một đồ dưới phần mô tả nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye. À. Hôm nay game nó rất là game này, mình sẽ bấm vào cái nút bấm setting này. Sẽ chọn tên gì là gì cũng được. Mình sẽ đặt tên là con cái nick. Rồi đây mô tả gì cũng được. Rồi, cái này là người tạo, mình sẽ không để vào group đâu. Lâu đây à. Vâng file này mọi người publish to Roblox. Tại khi nó để hết rồi mọi người bấm to đi. Đấy, cho mọi người tự vào cái game đấy. Grid này. Đấy, có cái nịt này. Mọi người sẽ configure differences. Public. Đấy. Ok chưa? Mình muốn thử chơi, mình bấm vào play này. Và còn cái nịt. Mọi người vừa test thôi. Bình thường lắm nhỉ.
Thấy vô đập nhau giờ. Oh shit. Ai mới chuyển từ mọi người tự làm chứ, mình không chỉ đâu. Oh no. Ủa sao chết rồi. Nhưng mà đâu, ra đi. Ấy, mẹ vào đánh tiếp. Ấy, úi xôi, level lên. Nhìn đâu này. Máu kìa. Đó, thấy chưa? Còn em làm muốn nó fake thì lên Sakura Chan TV GT nhá. Chứ mình này không phải là mua đồ mình làm đâu. Ủa chị. Chết. Đấy, ok anh em. Thì video này của mình cũng hết rồi. Bye bye. Chúc anh em thành công nhá.